Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm cái bài tập là thiết kế cặp bánh răng trụ răng nghiêng và tiến hành mô phỏng động của cặp bánh răng này. Thì các thông số của cặp bánh răng thì như trên màn hình hiển thị ha, thì khoảng cách trục là 164, mô đun là 2.5 và 49 là chiều rộng vành răng, tỷ số truyền là 5.74, thì hệ số dịch chỉnh của cả hai bánh răng của chúng ta ngày hôm nay là 0. Thì chú ý ở đây là góc nghiêng của chúng ta là 12.4 độ, thì chúng ta tiến hành thiết kế. Thì để thiết kế được bánh răng thì chúng ta tiến hành chọn vào môi trường lắp ráp. Tiếp theo ở trong môi trường lắp ráp thì chúng ta chọn vào tab design, tiến hành chọn vào phần thiết kế bánh răng. Sau đó thì Inventor sẽ đòi hỏi chúng ta là phải save và lưu lại với cái tên mà chúng ta muốn đặt. Thì sau khi save lại thì sẽ xuất hiện một cái thanh công cụ để chúng ta điền các thông số của bánh răng vào. Thì ở đây chúng ta thiết kế bánh răng theo là số răng. Như trên màn hình thì có hiển thị ha. Thì tỷ số truyền là 5.74. Mô đun là 2.5. Thì khoảng cách trục là 164. Chiều dày của bánh răng thứ nhất là 49 và cũng là 49 đối với bánh răng thứ hai. Thì ở cả hai bánh răng hệ số dịch chỉnh của chúng ta đều là 0. Thì ở cặp bánh răng ngày hôm nay của chúng ta ha, thì có góc nghiêng răng là 12.4 độ và góc ăn khớp là 20 độ. Sau khi điền đủ các thông số thì chúng ta tiến hành nhấn vào phần tính toán. Thì Inventor sẽ tính toán cho chúng ta số răng, thì ở đây tính toán được là 109 răng. Chúng ta tiến hành nhấn OK để tạo cặp bánh răng. Thì khi có được cặp bánh răng thì chúng ta tiến hành vào bước tiếp theo là thiết kế đường kính trục cũng như rãnh then và tối ưu hóa khối lượng của cặp bánh răng. Thì chúng ta tiến hành thiết kế. Thì các thông số thiết kế thì mình sẽ tính theo công thức của tính toán cặp bánh răng trụ. Thì ở đây mình đã được tính toán và như trên hình chúng ta hiển thị ha, thì các bạn theo dõi trên màn hình.
bánh răng thì chúng ta tiến hành chuyển sang phần mô phỏng động. Thì để mô phỏng động thì việc đầu tiên chúng ta sẽ là bỏ cố định cặp bánh răng, chúng ta tích vào bỏ grounding. Tiếp tục chúng ta tạo ràng buộc cho cặp bánh răng. Thì ở đây mình tạo ràng buộc mặt phẳng của bánh răng thứ hai với mặt phẳng của hệ tọa độ. Tiếp theo, để bánh răng chuyển động được thì chúng ta sẽ tạo một ràng buộc gốc quay. Thì ở đây mình sẽ tạo ràng buộc giữa mặt phẳng của bánh răng thứ hai với mặt phẳng của bánh răng thứ nhất, và tâm quay là của bánh răng thứ nhất. Thì để cho cái cơ cấu cơ khí của chúng ta chuyển động đúng về cái mặt tính chất của cơ cấu chuyển động cơ khí thì chúng ta tiến hành lít vào chuột phải và chọn vào Flexible. Tiếp theo chúng ta chuyển sang tab Environment, chọn vào Inventor Studio và tìm đúng cái ràng buộc gốc quay của cặp bánh răng. Thì ở đây chúng ta sẽ cài đặt thông số quay, thì quay 72.000 vòng, 72.000 độ và 10 giây. Thì tiếp theo chúng ta tiến hành chạy, tiến hành theo dõi mô phỏng. Tiếp theo thì để cho cái bánh răng này quay ngược lại thì chúng ta tiến hành mở rộng phần mô phỏng động và tiến hành đối xứng cái phần mô phỏng động đã cài đặt. Chúng ta tiến hành chuột phải và chọn vào Mirror. Thì ở đây chúng ta sẽ nhận thấy là 10 giây đầu bánh răng sẽ quay thuận chiều, và kể từ khi 10 giây sau thì bánh răng tiến hành đổi chiều. Thì hôm nay mình xin kết thúc phần thiết kế bánh răng trụ răng nghiêng cũng như mô phỏng chuyển động của cặp bánh răng. Thì hy vọng rằng bài tập ngày hôm nay sẽ có hữu ích đến công việc và học tập của các bạn. Xin chào các bạn.